Thưa quý vị, theo thông tin cập nhật thì sáng nay siêu bão Goni đã đổ bộ vào Philippines với sức gió giật lên tới 265 km/h. Nước này hiện vẫn đang chạy đua với thời gian nhằm di dời người dân tránh trận siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm nay. Giới chức nước này đã ra lệnh sơ tán hơn 1 triệu người dân ở khu vực phía nam của đảo Luzon, đặc biệt là các khu vực ven biển và vùng dễ bị sạt lở, đồng thời cấm ngư dân ra biển. Tuy nhiên, một khó khăn cũng đang diễn ra, đó là phải đảm bảo việc duy trì giãn cách xã hội tại các trung tâm sơ tán trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang lây lan mạnh tại Philippines. Bão Goni được đánh giá là cơn bão lớn nhất đi vào Philippines kể từ siêu bão Haiyan hồi năm 2013. Vâng, về những thông tin về thời tiết thì rõ ràng lúc này cơn bão Goni đang nhận sự quan tâm đặc biệt của chúng ta. Cơn bão này có những diễn biến gì mới? Chúng tôi xin được mời chị Ngọc Vân sẽ cập nhật thêm những thông tin ạ. Xin mời chị. Vâng, anh Sơn Lâm, bão Goni lúc này đang quét qua khu vực Philippines và cường độ của nó thì đã giảm xuống dưới cấp siêu bão. Sáng nay bão mạnh cấp 15, giật cấp 17 và tâm bão ở trên khu vực miền Trung của Philippines. Dự báo trong sáng mai khi mà đi vào Biển Đông, bão có thể giảm thêm cấp. Nhưng đây vẫn là một cơn bão mạnh rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. 7 giờ ngày mai, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa vào khoảng 660 km về phía đông đông nam, cường độ mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Hướng di chuyển của bão nhiều khả năng sẽ lại hướng về đất liền khu vực miền Trung. Và tới 7 giờ sáng ngày 4 tháng 11, khi còn cách bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho tới là Phú Yên khoảng 220 km, cường độ bão vẫn mạnh cấp 10, giật cấp 13. Trên đất liền, trong khi mưa lũ tại miền Trung đang giảm dần, thì lưu ý tại khu vực Nam Bộ chiều nay sẽ có mưa trên diện rộng do ảnh hưởng của một rãnh thấp vắt ngang qua khu vực mũi Cà Mau. Mưa vừa mưa to tập trung tại khu vực miền Tây, đề phòng dông lốc, gió giật mạnh đi kèm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ 14 giờ đến 19 giờ cũng sẽ có mưa, nhưng mà ít khả năng xảy ra ngập úng nhiều tuyến đường như là chiều qua. Nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng là 32 độ. Còn tại thủ đô Hà Nội, sau buổi sáng sương lạnh, buổi chiều nay dự báo trời sẽ hứng nắng ấm, nhiệt độ tăng lên là 28 độ. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.